Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lùng Đen. Grid là một hệ thống phân chia layout dạng lưới mạnh bậc nhất của CSS. Trong bài tập này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng Grid một cách đơn giản nhất để ngay sau bài tập này không có một bố cục design nào có thể làm khó được các bạn nữa. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và giờ chúng ta bắt đầu nè. Đây thì hiện tại mình đã chuẩn bị sẵn một vài tấm hình để làm. Đương nhiên là mọi người có thể sử dụng bất kỳ tấm hình nào. Mình sẽ tạo ra hai file, một đó là index.html, file thứ hai sẽ là style.css. Ở index.html mình sẽ format theo HTML5, sau đó mình sẽ nhúng link CSS vào. Search cho mình từ khóa đó là Google Fonts. Thì Google Fonts nó đã cung cấp cho bọn mình rất nhiều font chữ miễn phí rồi. Bọn mình chỉ cần việc nhúng vào và sử dụng thôi. Vào đây mọi người click vào chữ font nhé. Đây mọi người tìm lấy một font mọi người ưa thích là được. Sau khi chọn được rồi thì mọi người ấn vào View All Style. Tiếp tục thì nhấn vào Import. Sau đó copy dòng này, bỏ vào File Style. Dán nó lên đầu trang nha. Vậy là xong. Tiếp tục thì mình sẽ cho body một background màu hơi tối. Tiếp tục thì về lại index.html mình khai báo cho nó một bộ khung. Trong bộ khung này sẽ gồm 3 thành phần, đó là header, container và footer. Thì đây chính là 3 thành phần mà trang web nào cũng phải có thôi, mình chỉ cần liệt kê ra thôi. Với cái bộ khung này này, mình sẽ làm việc trên cái bộ khung đó là có kích thước width là bằng 1000 pixel. Mình cho nó một cái border để mọi người dễ nhìn nha. Bây giờ là để ngừa cái trường hợp mà có những cái màn hình nó nhỏ hơn 1000 pixel thì sao? Thì mình cho nó một cái max width là tối đa được 100% tỷ lệ màn hình thôi. Sau đó mình cho nó một cái margin auto để căng vào giữa. Về lại header thì mình sẽ khai báo cho nó một cái tiêu đề với thẻ H1. Dưới footer cũng vậy. Ngoài ra thì dưới footer này mình sẽ khai báo thêm một cái thanh menu. Nói chung là việc đơn giản thì bọn mình tiến hành trước đó. Phần quan trọng nó nằm ở phần container thì mình sẽ làm sau. Giờ qua CSS và làm việc với nó. Đối với thẻ H1 này nè, thì mình sẽ căn giữa nó bằng Text Align Center. Google Font khi nãy mọi người copy cho mà dùm mình, nó là Font Family. Đấy, nó đã ăn. Tiếp tục thì đến với Footer. Mình cũng sẽ cho nó một cái bezel là 50 pixel theo chiều dọc. Sau đó căn giữa nó bằng Text Align Center. Sau đó mình sẽ cho nó thêm một màu sắc. Màu sắc thì mình sẽ chọn màu tối thôi, bởi vì footer bình thường không bao giờ có màu quá nổi bật cả. Bây giờ thì đến thẻ UL. UL mặc định á, của trình duyệt nó luôn là bezel khác không, vì vậy bây giờ mình sẽ cho bezel bằng 0. Sau đó mình khai báo một list style bằng none để bỏ những dấu chấm bên kia đi. Tiếp tục giờ đến thẻ các li bên trong. Mình cũng sẽ cho nó một cái bezel. Sau đó mình dùng display bằng inline block để cho nó nằm chung một hàng. Vậy là phần này đã xong, bọn mình tiến hành đi vào body thôi. Trong container sẽ gồm rất nhiều item, mỗi item lại chứa một email. Sau mỗi email là một thẻ content để chứa nội dung. Bên trong nó sẽ có một thẻ H2 để làm tiêu đề. Sau đó là một thẻ description để làm mô tả. Nếu mọi người dùng VS Code á, thì mọi người có thể ghi là lorem cộng với số ký tự muốn tạo ra. Nó sẽ tạo ra một đoạn mã gồm đúng số ký tự đó cho mình. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi nhân bản nó lên thành rất nhiều item, rồi sau đó bọn mình sẽ qua bên kia và khai thác dạng lưới của grid này. Thank you.
HTML coi như vậy là đã xong. Bây giờ bọn mình sẽ qua bên filestyle.css để bắt đầu phân chia bố cục. Đối với mỗi thẻ item này nè, mình đều khai báo cho nó một cái position bằng relative. Mục đích là để tí nữa các thẻ email bên trong nó cũng như thẻ content á, có thể dựa vào position relative này nè để căn chỉnh vị trí. Ngoài ra thì mình khai báo một overflow sẽ bằng hidden để những phần hình ảnh hay những phần text á, đang nằm ngoài nó sẽ bị biến mất. Quan trọng nhất, đối với thẻ container này mình sẽ khai báo cho nó một cái display bằng grid để bắt đầu triển khai chia bố cục. Chia bao nhiêu cột thì tương ứng với đó thì grid, template, column sẽ khai báo bấy nhiêu tham số. Ví dụ ở đây mình cho một tham số đó là, mọi người thấy không, nó chỉ có một cột và cột này chỉ có độ lớn là 200 pixel. Vậy nếu mình cho một tham số thứ hai là 300 pixel. Vậy bây giờ nó sẽ chia ra hai cột. Cột đầu tiên có độ lớn là 200 pixel, cột còn lại sẽ có độ lớn là 300 pixel. Hiện tại thì màn hình của chúng ta vẫn dư một khoảng. Vậy nếu mình khai báo thêm một cột auto nữa thì sao? Thì cột thứ ba này sẽ lấy hết phần khoảng trống còn lại. Tương tự như vậy, nếu mình bỏ hết và mình thay vào đó mình khai báo hai auto thì bây giờ nó sẽ sinh ra hai cột có kích thước tự căn chỉnh cho bằng nhau. Và nếu ba auto thì ba cột này cũng sẽ bằng nhau. Và bốn auto cũng vậy. Đã có chia cột thì chúng ta cũng có chia hàng. Chia hàng với grid template ground. Nếu bây giờ mình đặt hai lần 300 pixel và 300 pixel lên đây. Thì chúng ta có hai hàng đầu tiên có giá trị là 300 pixel theo chiều dọc. Tương tự như vậy thì hàng tiếp theo nó cũng sẽ là 300 pixel. Vậy bây giờ nếu mình nhân bảng nó lên thành 6 hàng thì sao? Với mỗi hàng đều có giá trị là 300 pixel. Thì mặc dù hiện tại không có item thì nó vẫn tạo ra một khoảng trống đủ 3 hàng đang thiếu. Để những tấm hình này nó đẹp hơn nè thì mình khai báo cho nó như sau, item cho đến email. Mình cho nó một cái position là bằng absolute để nó nhận thằng position relative của item là mẹ. Vậy bây giờ width 100% chính là của item. Và hair cũng vậy. Bây giờ nó xảy ra một chuyện, đó là cái tấm hình của mình bị méo. Vậy làm sao để tránh được chuyện này? Mình khai báo một object fix bằng cover. Vậy thì bây giờ này, tấm hình sẽ không bao giờ bị méo nữa, nó sẽ tự căn chỉnh cho mình. Mình muốn căn chỉnh lại vị trí cho thằng item đầu tiên. Mình muốn á, là cái kích thước của nó full màn hình luôn, nghĩa là nó sẽ bằng 4 cột cộng lại luôn, thì phải làm sao? Mình khai báo như thế này, item 2.nth, vị trí của nó 1. Với grid column start chính là vị trí mà mình muốn nó bắt đầu được tính theo cột. Vậy mình muốn nó là cột đầu tiên thì mình ghi là 1. Đây mọi người nhìn thấy không? Đây là cột đầu tiên này. Mình sẽ ghi là 1. Bây giờ mình muốn nó có độ lớn bằng 4 cột cộng lại thì phải làm sao? Vậy mình khai báo một grid column end có giá trị bằng column start cộng cho số cột mình muốn. Vậy nó sẽ là 1 cộng với 4 bằng 5. Vậy khi này nó sẽ có độ lớn bằng 4 cột cộng lại. Cũng tương tự logic này, bọn mình sẽ đi làm với hàng. Mình muốn nó sẽ có hàng bằng 2 hàng cộng lại. Vậy grid ground start, hàng của nó được bắt đầu tại vị trí đầu tiên, tính theo hàng nó là item đầu tiên. Bây giờ mình muốn nó có độ lớn bằng 2 hàng cộng lại thì mình lấy 1 cộng 2, mình có round ends bằng 3. Khá dễ hiểu đúng không nào? Nhưng nếu mọi người chỉ xem tới đây, mọi người sẽ khá dễ nhầm lẫn về cách tính grid column start và grid round start. Vậy để làm rõ nó hơn, bọn mình sẽ đi thay đổi vị trí của tấm hình thứ tư này. Mình khai báo như sau, item cho đến nthgil vị trí thứ tư. Vậy bây giờ grid column start bằng bao nhiêu? Nếu bạn nghĩ rằng nó bằng 4 thì sai. Grid column start chỉ tính theo từng hàng thôi. Vậy hàng này nó đang nằm ở cột thứ 3. Mình có grid column start bằng 3. Và
Và bây giờ mình muốn nó có độ lớn bằng hai cột cộng lại thì sao? Mình cũng lấy grid column ends, lấy số 3 này, cộng thêm cho hai đơn vị bằng 5. Vậy bây giờ nó đã có độ lớn bằng hai cột cộng lại. Tiếp tục như vậy. Bây giờ tiếp tục với grid round start thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nếu mọi người nghĩ nó bằng 2 thì vẫn sai. Tại vì sao? Tại vì cái hình trên của bọn mình nó đã có kích thước bằng hai hàng cộng lại rồi. Vậy thì nó là hàng thứ 3 chứ. Và bây giờ thì mình muốn nó có độ lớn bằng hai hàng cộng lại thì sao? Mình lại khai báo grid round ends sẽ bằng 3 cộng 2 sẽ bằng 5. Ends nha mọi người, grid round ends. Đây chính là cách tính của grid column start và grid round start. Cũng kế thừa như vậy, bọn mình sẽ đi làm tới cái hình tiếp theo. Vậy cái hình này đang ở vị trí thứ bao nhiêu? Mình đếm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó là hình thứ 7. Đó, mình cũng làm như vậy thôi. Grid column start, vị trí nó bắt đầu bao nhiêu? Trên một hàng này thì nó chính là thằng đầu tiên. Vậy grid column start của nó chính là bằng 1. Mình muốn nó có độ lớn bằng hai cột cộng lại thì mình lấy 1 cộng 2 bằng 3, dán vào grid column ends. Bây giờ bọn mình tiếp tục đến với việc tính hàng. Cũng grid round start, bọn mình tính thử nha. Có phải hiện tại thì cái hình đầu tiên của mình nó đã chiếm hai hàng rồi đúng không? Thì đó là 2 rồi, sau đó là 3, 4. Vậy nó đang nằm ở vị trí thứ 5. Tiếp tục, mình muốn nó có kích thước bằng hai hàng cộng lại thì sao? Thì mình lấy 5 cộng 2 bằng 7, mình dán vào grid round ends. Và đây là kết quả. Và phần chia bố cục coi như là đã xong rồi. Trước khi làm tiếp thì bọn mình cùng tổng quát lại một chiếu nhé. Sử dụng được grid thì mình lấy class đang bao bọc toàn bộ item này, mà cụ thể ở đây chính là container này. Mình khai báo một display bằng grid. Bây giờ mình muốn nó có bao nhiêu cột thì mình khai báo trong grid timeless column bấy nhiêu giá trị. Cũng tương tự như vậy, bạn muốn có bao nhiêu hàng cũng khai báo bên trong grid timeless round. Còn lại thì đó là về column start, column ends, round start, round ends. Thì sau khi nắm được những cái này thì không có một bố cục design nào có thể làm khó được bạn nữa. Vậy là mình sẽ căn chỉnh lại cái phần content bên trong của nó. Mình khai báo như sau. Item cho đến content, mình cũng khai báo một thuộc tính đó là position bằng absolute để nó nhận thằng position relative của item là mẹ. Và bây giờ nó cách 0 chính là cách thằng mẹ nó bằng 0, cách left bằng 0, width và hair của nó bằng 100% để bằng thằng item. Sau đó thì mình sẽ cho nó một background màu đen. Mã màu của màu đen đó là 6 số 0 nha mọi người. Đây, hiện tại là nó. Mọi người thấy nó đen thui không? Bây giờ mọi người truy cập vào trang web đó là lungdepweb.com. Trên thanh công cụ, mọi người search giùm mình một từ khóa đó là hexcolor. Thì nó sẽ ra một bài viết đó là bảng mã hexcolor cho hiệu ứng trong suốt. Mình click vào đây. Tương ứng với bên trái đó là phần trăm độ làm mờ cho màu sắc, thì bên phải chính là mã của nó. Mình sẽ copy bên phải và dán vào sau cái mã code của mình. Vậy là chúng ta đã có được một màu đen đã bị làm mờ nhưng không ảnh hưởng đến văn bản. Sẽ tạm ẩn nó đi và cho một cái transform translate để kéo nó xuống bên dưới là 100 pixel. Đó là một transition là bằng 0.5 giây để tí nữa có hiệu ứng hover vào nó sẽ từ từ trong 0.5 giây. Vậy bây giờ khi item được hover vào thì sao? Mình sẽ chọn cái content này. Đầu tiên opacity mình cho về 1 để hiện nó lên. Sau đó transform translate này nè, mình sẽ căn chỉnh lại vị trí ban đầu. Mình sẽ thử nha. Đó, đây chính là hiệu ứng của nó. Chỉnh cái đoạn văn bản này vào trung tâm thì mình sẽ dùng display bằng flash. File content bằng center để căng văn bản vào giữa theo chiều ngang.
tiếp tục dùng Align Item bằng Center để căn giữa văn bản theo chiều dọc. Đó, vậy bây giờ văn bản đã luôn luôn nằm ở giữa item của mình. Vậy là bài học hôm nay của bọn mình tới đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một follow nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau với những bài học bổ ích khác.